Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Thanh Hóa vẫn còn hơn 2.000 trường hợp cư trú lao động bất hợp pháp ở nước ngoài. Đây là vấn đề nhức nhối, gây ra nhiều hệ lụy cho chính người lao động và xã hội. Để ngăn chặn, hạn chế tình trạng này, các cơ quan chức năng và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó tích cực tư vấn, đào tạo nghề, tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để người dân có nhu cầu lao động ở nước ngoài được đi xuất khẩu lao động theo đúng quy định. Xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương trước kia từng là điểm nóng của tình trạng lao động vượt biên bất hợp pháp sang Trung Quốc sinh sống và lao động bằng đường biển. Những năm gần đây, Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo và phối hợp với chính quyền xã và lực lượng công an tăng cường công tác tuyên truyền về những hệ lụy của việc xuất cảnh bất hợp pháp, các mức xử phạt của hành vi này, đồng thời tuyên truyền tư vấn các chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động với những quyền lợi và mức lương ổn định. Nhận thức được việc xuất cảnh trái phép và lao động bất hợp pháp là vi phạm pháp luật, cộng với việc chứng kiến nhiều trường hợp bị bóc lột, pháp luật nước sở tại xử lý khi phát hiện cư trú và lao động bất hợp pháp, đến nay, xã Quảng Nham không xảy ra tình trạng người dân vượt biên trái phép đi lao động ở nước ngoài. Trong năm 2023, xã Quảng Nham có 127 trường hợp đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ả Rập. Nhiều lao động có thu nhập cao đã gửi tiền về cho gia đình xây dựng nhà cửa, đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế ở địa phương. Xem về đó thì cũng cháu cũng được những các cái đại sứ quán hoặc là cũng như các cái bên cục nhập cư cũng tiếp nhận cháu. Rồi sang ngày mai là cháu đã vào nhập học. Thì sau khi nhập học rồi thì cũng cho cháu được những các cái ưu ái là cái việc làm thêm. Tức là vừa học vừa làm thì cảm thấy bên gia đình thì cũng thấy là rồi cũng rất là mừng. Năm 2023 thì chỉ tiêu của Ủy ban dân huyện là giao cho địa phương là 73 lao động, nhưng mà trong cái năm 2023 thì Ủy ban cũng đã giao lại cho các cái đoàn thể chính trị xã hội như hội nông dân, hội phụ nữ, cựu chiến binh và đoàn thanh niên, và vận động toàn thể nhân dân, những các cái con em mà có cái độ tuổi lao động. Thì năm 2023 là địa phương cũng đã hoàn thành 127 lao động đi sang các nước để làm việc theo đúng hợp đồng. Trong cái thời gian vừa qua thì các cái lao động mà để đi vượt biên trái phép thì cũng không còn nữa. Và người ta đã tập trung cho cái việc thì theo đúng cái hợp đồng của các cái công ty để đi sang các nước để lao động mà có hợp đồng. Năm 2023, huyện Quảng Xương được giao chỉ tiêu đưa 300 người đi xuất khẩu lao động. Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, toàn huyện có 719 người đã được đi xuất khẩu lao động, đạt 239% so với kế hoạch đề ra. Theo thông tin của Ủy ban dân huyện Quảng Xương, trong năm 2023, trên địa bàn huyện không phát hiện trường hợp nào vượt biên đi lao động trái phép ở nước ngoài. Các lao động đi xuất khẩu theo hợp đồng cũng tuân thủ các quy định, không trốn ra ngoài lao động bất hợp pháp. Năm 2023, thì theo thống kê rà soát thì huyện Quảng Xương có 719 lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng. Và huyện Quảng Xương đã thực hiện đồng bộ các cái giải pháp. Thứ nhất là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền đối với công tác giải quyết việc làm, nhất là công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cho nhân dân, người lao động trong độ tuổi về vai trò của giải quyết việc làm, trong đó có công tác xuất khẩu lao động nhằm cải thiện và nâng cao thu nhập cho người lao động, giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng 2.600 trường hợp xuất cảnh cư trú lao động bất hợp pháp tại các nước, trong đó có hơn 1.500 trường hợp ở Trung Quốc. Vấn đề này làm ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu lao động toàn tỉnh. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, đã có 121 công dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ về hành vi cư trú lao động bất hợp pháp, 2 trường hợp chết, mất tích, 1 trường hợp bị xét xử về tội nhập cảnh trái phép, hơn 30 công dân sang Campuchia và Myanmar để làm việc tại các casino, cơ sở kinh doanh trực tuyến trá hình bị bắt, trao trả về nước. Còn theo pháp luật Việt Nam, hành vi xuất cảnh trái phép sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 144 năm 2021 của Chính phủ. Tùy theo tính chất mức độ của hành vi vi phạm, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 15 năm. Thông qua cái công tác phòng ngừa đấu tranh
thì chúng tôi đã khởi tố điều tra 15 vụ, 28 đối tượng liên quan đến cái hoạt động xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức công tác bảo hộ, giải cứu được 53 trường hợp công dân từ Campuchia và Myanmar trở về nước. Phòng ngừa phát hiện 16 vụ, 18 đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép. Qua cái đấu tranh thì cái tình hình xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được kiểm soát. Đấy, cái số lượng các cái vụ việc, các cái trường hợp xuất cảnh trái phép đã giảm rõ rệt. Theo nắm bắt tình hình của các cơ quan chức năng, dịp Tết Nguyên đán, nhiều đối tượng lợi dụng lao động đi làm ăn xa về địa phương ăn Tết, tìm cách lôi kéo dụ dỗ lao động đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài. Do vậy, hiện nay, các cơ quan chức năng và các địa phương đang tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các đối tượng môi giới và những hệ lụy đối với người lao động trái phép ở nước ngoài. Bên cạnh đó, các địa phương cũng tích cực phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp xuất khẩu lao động, tư vấn tuyên truyền cho người lao động có nhu cầu, các chương trình đào tạo, tham gia tuyển dụng để được đi xuất khẩu lao động hợp pháp khi có nhu cầu. Người dân nên tỉnh táo lựa chọn hình thức xuất khẩu lao động đúng pháp luật để được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng.